Hi, và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Đó là mỗi khi mọi người chơi một lần này, khởi đầu trận đấu ở round 2.1. Một cái loại công nghệ đó chính là liều mới ăn nhiều rồi. Đây là một loại công nghệ mà không cần phải giải thích nhiều đúng không mọi người? Khi chúng ta chơi chuỗi thua sẽ được phần thưởng nổ hũ nha. Và hũ ở trong cái loại công nghệ này thì nó sẽ rất là đa dạng. Để mà chia sẻ thì nó mình cũng không thể biết chia sẻ như nào, bởi vì mình trước giờ nếu mà đạt kỷ lục thì mình chỉ thua được mỗi 12 trận thôi. 12 trận chính là chuỗi thua mình đạt được ở trong cái loại công nghệ này. Vậy nên là vẫn chưa thể nào phá được giới hạn của chuỗi thua này mọi người nhé. Mọi người đang xem video, ủng hộ chương trình một like, subscribe và chuông thông báo. Có ý kiến góp ý hãy để ở dưới nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho mọi người xem. Một điều rằng là chuỗi thua nó tương tự như cái ngủ nghề của mình ấy. Mình chơi chuỗi thua thì nó sẽ là một cái kỹ năng từ trước giờ rồi. Ngay từ những thời điểm bắt đầu chơi bộ môn đấu trường chân lý này thì mình đã chơi chuỗi thua rồi. Về những cái đội hình như kiểu nổ hũ hay là tạo ra nhiều cái cơn đột phá khác thì chắc chắn là chuỗi thua nó sẽ tạo nên tên tuổi của mình hơn. Rồi ok, trận thua đầu tiên. Mình mất 4 máu nha. Với 4 máu trận thua đầu tiên. Làm sao đây mới chỉ là đoạn bắt đầu thôi. Nếu như ông nào mà có kỹ năng đỉnh cao hơn thì kỹ năng thực sự đỉnh cao nha, mà thua ấy, ví dụ như kiểu thua tầm 5 trận đi, thua tầm 5 trận khởi đầu mọi người nha, 5 trận khởi đầu là từ 2.1 đến 2.6 nha, mà mỗi trận thua chỉ có 3 máu thôi là mọi người gọi là kỹ năng đỉnh cao đấy. Mình hồi lâu thì cũng có một trận đấu phải gọi là tầm cỡ thế giới đấy, chuỗi thua 18 trận. Đợt đó mình chơi chuỗi thua 18 trận, mình thua 10 trận nha, thua 10 trận vẫn đang còn 90 máu. Ui, cái trận đó cực kỳ kinh điển luôn. Thua 10 trận còn 89 máu. Anh em tin nổi không? Thực sự luôn đấy. Ở mùa trước nha, mùa 11 nha, mình làm được điều đó luôn. Không biết có vẻ là do ở những mùa trước nhân phẩm mình cao quá nên là ở mùa này nhân phẩm mình bị rụt đi hay sao ấy chứ. Chứ mình cảm giác ở mùa này mình chơi game đen kinh khủng luôn. Bao nhiêu trận đấu siêu phẩm thì cũng đều bị mất bởi một từ, chính là đen mọi người ạ, đen quá. Mọi người đang có ý tưởng thì hãy comment ở dưới nhá, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ ở bên server BBE thì cũng đang có cái chế độ mới, đó chính là tái hiện mùa 5.5. Chế độ đó chơi cũng vui nhưng mà có vẻ anh em không thích xem chế độ đó cho lắm hay sao ấy. Rồi, lắp đồ nha. Cái sự lựa chọn Smarter khởi đầu để chơi cái chuỗi thua này thì cũng ngon mọi người, bởi vì sao? Con Smarter nó có kỹ năng kiểu là one shot mục tiêu cũng rất ngon nha. Đấy đâu, đấy nó bắn one shot đấy. Nên chơi những vị tướng có khả năng one shot đơn mục tiêu. Như vậy mọi người mới có chuỗi thua dài và đẹp được mọi người nhá. Đó là một kinh nghiệm chia sẻ của mình. Đa phần sẽ là những chuỗi thua đơn mục tiêu, những con tướng mà one shot đơn mục tiêu nha. Chứ đừng chơi những con đa mục tiêu, bởi vì đa mục tiêu có thể khiến cho mọi người bị thắng mất đấy. Đấy luôn mọi người ơi, rồng này. Khi chúng ta kích hoạt hai rồng sẽ được thêm một cái nội tại nữa, đó chính là tăng cái khả năng thiêu đốt ấy. Rồi mình bán đi. Đã xác định chơi này thì phải cẩn thận nha, bởi vì trong một cái lobby khởi đầu của round 2 chấm thì sẽ có người chơi chỗ thua, người chơi chỗ thắng. Có ông khỏe, có ông yếu, vậy nên là mình phải thực sự cẩn thận. Bởi vì đôi khi chỉ một chút sơ sẩy thôi có thể khiến trận đấu nó đi hơi xa. Rất là khó khăn để gặp được loại công nghệ này rồi thì chẳng lẽ mình lại để nó vụt mất một cách dễ dàng như vậy sao, đúng không?
4 trận thua, 82 máu. Tương đối thành công nha. Mình chỉ nhắc lại tương đối thành công thôi chứ không phải là thành công lắm đâu. Vẫn để mà thua được nha, thua được chuỗi thua dài thì bắt buộc phải có thêm một cái loại công nghệ nữa là khổng lồ hóa, hoặc có thể là khổng lồ tí hon. Nhưng có một điều mình chia sẻ mọi người luôn rằng là mình chơi loại công nghệ này từ trước đến giờ nha, thì chưa bao giờ được gặp combo đấy cả. Chưa bao giờ được gặp combo là liều mới ăn nhiều kết hợp với khổng lồ hóa, hoặc có thể là khổng lồ tí hon luôn. Một điều rất đáng tiếc trước giờ luôn ý, mình không thể làm được điều đó do nhân phẩm mình không được cao. Năm trận thua Savannah này, 5 trận thua, mình đang còn lượng máu là 78, khá là xít sao đúng không mọi người? Đâu đây kỹ năng thua nó vẫn đang chảy trong máu của mình mà. Kỹ năng thắng thì mình không dám nó gáy, nhưng mà kỹ năng thua của mình thì cũng sẽ có một chút gì đó ổn áp đấy. Bây giờ mà ra được loại khủng lồ hóa hoặc có thể là hồi máu mỗi round thì phải gọi là hoàn hảo luôn. Rồi, Nina này. Chỉ cần xuất hiện một lõi bạc thôi là cơ hội có nha. Chỉ cần nhìn thấy một cái màu lõi màu bạc bạc thôi là cơ hội bú. Còn nếu mà không ra thì phải chịu thôi. Nhưng mình đã nói từ trước rồi mà. Ở mùa này thì maximum của mình chỉ là 12 trận. Thì game này không biết có thể đột phá hay không. Muốn đột phá thì phải có lõi công nghệ cộng máu mỗi round. Còn không có lõi công nghệ cộng máu thì mình sẽ phải cong credit lên để thua mọi người ạ. Thực sự đấy, phải cong credit lên để thua luôn. Rồi, rất đáng tiếc. Đáng tiếc thực sự. Vẫn dính lời nguyền như xưa, đen quá nhở. Anh em nào biết cách làm sao để cho nhân phẩm tăng cao không chứ? Mình thấy nhân phẩm ở mùa này của mình thấp lắm nhở. Thấp thực sự luôn. Chơi bao nhiêu trận rồi nhân phẩm khi nào cũng thấp hết. Cứ chỉ cần thiếu một khoảnh khắc may mắn nữa thôi là có thể làm được siêu phẩm ấy. Mà may mắn đó thì lại không đến với mình. Toàn đến niềm xui rủi không ạ? Rồi không sao, mình lựa chọn luôn loại công nghệ là chính là áo choàng này này. Thì mình sẽ khi con tướng mình thấp máu nha, thì mình sẽ sử dụng vô trang bị động vô con tướng này luôn. Đây, ông này thì đang chơi đội hình hóa hình này. Thì cũng phải cẩn thận nha. Cẩn thận mọi người. Cẩn thận là trên hết. Rồi lắp đồ luôn. Khi mọi người cảm thấy bị thua quá thì hãy lắp đồ nha, chứ đừng lắp đồ sớm, nhiều khi sẽ thắng mất đấy. Lắp đồ sớm nó sẽ khiến mọi người bị thắng mất đấy. Bảy trận thua, 61 máu. Dần dần thôi, 7 trận rồi. Cầu tiên tri này, đây cũng là một cái lõi công nghệ mà giúp mình có thể thua được ha. Ngày xưa thì chơi chuỗi thua nó còn có lõi công nghệ nữa, đó chính là tiên tri ấy mọi người. Thì thua nó dễ dàng hơn. Ngày xưa những mùa trước ấy, nó còn có lõi tiên tri thì dễ dàng để thua hơn. Nhưng bây giờ thì không còn lõi tiên tri nữa đâu, nên chỉ có một cái bùa chú thôi. Mà bùa chú tiên tri thì lâu lâu nó mới ra, chứ không phải là lúc nào nó cũng ra cả. Chứ nếu mà ra liên tục thì nó làm gì nữa. Nó ra liên tục thì đừng hỏi bố cháu là ai luôn nhờ.
Đừng nha, đừng thắng nhở, hay quá, choáng rồi. Nhìn cái màu này hơi sợ ấy chứ. Ui dồi ôi, hên quá, thua rồi. Chitana ơi, bạn có thể bắn one shot được cái Bobby được không? Được không? Được không? Hay quá. Nhưng mà khoan đã, từ từ. Ui trời ơi, nó thừa kìa. Ui, phải gọi là thực sự đỏ pha đấy nha, chứ không là mình niệm rồi. Ui hên quá, tưởng pha đó là mình sẽ bị win mất rồi chứ. Mà may sao ông chờ thương mọi người ơi, chờ thương được cái mẹ thương, được cái mẹ thương. Được cái mẹ thương các bạn ạ. Năm mươi lăm máu nha. Trận đấu này theo mình nhận thấy đang là một trận đấu hoàn hảo về chuỗi thua. Hoàn hảo mọi người, hoàn hảo thực sự đấy. 8 trận thua còn 55 máu mà. Nhưng mà mọi người biết không, khi mọi người chơi chuỗi thua nha, đây là một chia sẻ kinh nghiệm của mình. Khi mọi người chơi chuỗi thua thì hãy cố gắng làm sao để set up sẵn trong đầu nha, trong đầu các bạn một cái đội hình để comeback. Phải set up sẵn luôn, set up sẵn thực sự. Đội hình để comeback. Ví dụ như game này mình đang xếp sẵn một đội hình, đó chính là liên quan thợ săn hoặc là băng giá rồi. Bởi vì mình đang có một con Olaf mà. Đấy, hãy tập trung vào điều đó. Mọi người sẽ thành công. Ba chấm năm rồi, 9 nhận thua 47 máu nha. Nãy giờ mình kiểu mình căn cái chuỗi thua này nó xít sao đến mức mà hoàn hảo ấy. Rồi rồi, cố lên, một mạng nữa. Không được à? 10 trận thua rồi mọi người, 39 máu. 10 trận thua 39 máu nha. Rồi. Mình đang có lợi tức rất là nhiều nha. Như mình đã nói sẵn là mình đã có Olaf thì mình sẽ dựa theo cái sườn Olaf để nổ quả hũ này. Khi mà muốn nổ quả hũ này chúng ta phải có gì? Chúng ta phải có được cái combo là chính là một trận thắng mọi người nhé. Mọi người bắt buộc phải có một trận thắng thì cái hũ này, cái nũ này nó mới nổ được. Trận rồi. Phải cẩn thận mọi người đây. Cái ông top cuối này cũng nhìn hơi yếu này. Nên mình mới bảo là trong một lobby mà sẽ có đối thủ mạnh, đối thủ yếu. Đối thủ mạnh thì sẽ cho chúng ta nhì trừ nhiều máu, còn đối thủ yếu thì sẽ cho chúng ta bị mất chỗ ấy. Đấy. Rồi rồi, không sao mọi người ơi, từ từ nha. Trận thua thứ 10 rồi và để xem được rằng này. Ông này có Varus cuồng đao giật khổng lồ này. Một mạng nữa. Ui,
pha đấy một skill đẹp là hai mạng rồi, 27 máu mọi người nhá, 11 trận, 27 máu. Mùa đông đã đến này. Rồi, như mình đã chia sẻ đúng không? Game đã đại độ cho mình thêm được một cái lõi công nghệ nữa, đó chính là một lõi công nghệ nữa đó chính là kiểu mùa đông vĩnh cửu này. Thì gì rồi sau một con sói đúng không? Đây có sói này, sói nhá, sói hoang dã đúng không? 11 trận thua rồi. Không với 29 máu này, 27 máu mà 11 trận thì mình không biết mình có thể hoàn thiện được một cái trận đấu đỉnh cao hơn không. Rồi, mình sẽ cho Rumble vào. Beauty and life. Lắp đồ mọi người, lắp đồ phải làm sao cho nó trọn vẹn nha. Rồi, ok, lắp đồ này một lần và thêm một cái trang bị này nó đi. Đừng win nhá. Hay quá, thua hơi đậm nhưng mà không thắng được rồi mọi người ạ. Rồi, ok, bao nhiêu máu? 15 máu à? Uầy, 15 máu các bạn ơi, nhưng mà trong đầu của mình lại chợt suy nghĩ đến cái việc là có nên ấy dùng 15 máu này để thua thêm một trận nữa không? Mười lăm máu mọi người ơi, nhưng mà bây giờ nha, mình sẽ chơi một chiến thuật nữa. Chiến thuật này theo như mình nhận thấy sẽ có một tên gọi là chính là chiến thuật khô máu mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ khô máu này. Một ăn cả ngã về không nha. Mình đang muốn thua thêm một trận nữa. Muốn ăn cả ngã về không, dây ba sao, rắn hai cùng đao. Rồi ok, lắp luôn cái đầu này vào và thêm một cái gì nữa, một cái này vào luôn. Rồi thêm một cái cung đao, à không, một cái cung gỗ. Mình muốn thua nha, từ một mạng nữa. Áo choàng lửa quỷ thư có vẻ nên lắp không nào. Bobby đi Bobby. Ui hay quá mọi người, và ui còn 4 máu mọi người ạ. Wow mọi người chưa, một trận đấu mình không có lõi công nghệ hồi máu mỗi round mà mình đã thua được 13 trận mà còn 4 máu nha. Phải gọi là xít sao vô cực kiếm luôn ấy. Rồi, Briar này. Ủa cẳng thế nhở, trứng dài đá lô tô luôn ấy. Rồi để xem nào, bây giờ mình sẽ lựa chọn luôn một slot của con gì đây. Briar cầm một cái giáp lưới này. Lấy luôn nhá, lấy Briar cầm giáp lưới luôn nha. Rồi, bây giờ phải thắng nhá. Mình sẽ muốn run một xíu nào, từ đội hình bây giờ mình chắc chắn là mình sẽ dựa theo cái sườn của bánh ngọt, của băng giá rồi. Olaf 2 sao rồi. Một cái điểm tựa khá vững chắc. Rồi, Varus này. Gwen thì không cần đâu, Briar thì hóa hình này. Olaf tiếp này. Nhìn cái cơ hội lên Olaf 3 sao đang rất cao đấy. Rồi, ok, 5 băng giá Olaf 2 sao. Để đây. Rồi, ui, ông này chơi rồng 3 à? Rồng 3 còn long tộc cao à? Trời ơi, Olaf ơi, bạn cầm 3 trang bị 2 sao mà bạn thua thì tôi lậy bạn luôn đấy. Đúng rồi, gõ đi. Tôi chưa bao giờ cần bạn thể hiện bây giờ. Hay quá mọi người, và đây chính là chuỗi thua 13 trận nổ hũ này nha mọi người ạ. 13 trận nổ hũ này nhỉ, để xem liệu rằng cái pha nổ hũ này của mình sẽ là combo trang bị gì. Đây sẽ là một cái dấu chấm hỏi này. Và đây cũng là lần đầu tiên mình đạt chuỗi thua 13 trận mọi người nhá. Lần đầu tiên mình đạt chuỗi thua 13 trận luôn. Và để xem điều rằng sẽ là gì đây. 4.6. Ủa nhìn cái bọc kìa, bọc quà kìa. Gì đây? Full vàng cộng với cả hai vương miện chiến thuật và hai đồ ánh sáng các bạn ơi. Uầy, đây thực sự là một cái điều quá ngon lành cạch đào luôn ấy. Để mình slot một xíu nha. Ui gì đây? Nhận thêm một chảo vàng nữa. Wow. Mọi người biết điều gì không? Trận đấu này sẽ là một trận đấu khi mà mình chỉ run ra được thêm một cái sẻng vàng nữa thôi và dùng búa rèn để gõ thì cái combo này sẽ là combo gì? Hai chảo, hai sẻng và một chảnh một xảo luôn mọi người ạ. Uầy. Đây này.
Trời ơi, ở round 4 chấm này đã có luôn đủ combo này rồi. Không thể tin nổi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chỉ cần búa rèn nhá. À, một thông tin cho mọi người biết rằng là khi mình dùng búa rèn gõ vào cái trang bị gõ vào cái trang bị kiểu vũ mệnh chiến thuật ấy thì nó sẽ ra cái combo khác, giống như kiểu ra combo hai chảo hoặc ra combo một sảnh một chảo nha. Không biết mọi người đã biết điều này chưa, nhưng mà nó là điều đang xảy ra đấy. Và bây giờ này, trời ơi, phê quá nhở. Vậy là chuỗi thua 13 trận mình sẽ có hai trang bị ánh sáng cộng với cả là hai vương mệnh chiến thuật. Điều đó đã được mình giải đáp rồi nha. Ngon nhờ. Bây giờ mà đánh quái nó đâm một cái sảnh vàng nữa thì phải gọi là hạnh phúc vô bờ bến luôn. Trời ơi. Ví dụ xíu nữa mà mình gõ búa rèn ra combo một sảnh một chảo đi, hoặc là hai chảo đi, thì mình sẽ chỉ cần một là cái sảnh vàng nữa thôi là hoàn thiện được combo mà cả. Tuy khó nhưng mà làm được thì chắc chắn là siêu phẩm rồi. Găng nó tập gậy quá khổ này. Một gậy quá khổ luôn nha. Bây giờ mình ron một mình mới không, có nghĩa là nếu bây giờ ấy mình mà tìm kiếm năm vàng 3 sao thì nó là câu chuyện quá đơn giản đối với mình rồi. Đấy. Tìm kiếm năm vàng 3 sao là rất là đơn giản nha, nhưng mà bây giờ mình đang muốn tìm kiếm combo sảnh chảo chảo sảnh. Nó mới là điều khó. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm được chảo hay sảnh ấy, nó phải nhờ đến bùa chú. Bùa chú đổi 15 vàng để đổi lấy một cái sảnh vàng nha. Gọi người đá này. À bây giờ một cái không có cái cảm giác chờ đợi như bây giờ mới gọi là chờ đợi một cáp, một cảm giác tồi tệ này. Bởi vì sao? Mình đang chờ đợi để ra được một cái sảnh vàng, mà chờ đợi ở đây ấy, nó không phải là chắc chắn sẽ ra được, mà nó phải phụ thuộc vào nhân phẩm. Tôi ghét điều này mọi người ạ. Mình ghét điều này. Trời ơi. Trời ơi, không ra không? Olap này. Olap 3 sao thì bình thường quá rồi. Mình không thực sự cần Olap 3 sao hay là 5 vàng 3 sao trong game này cho lắm. Chỉ cần xuất hiện được một cái sảnh vàng hay chảo vàng thôi là xin game này. Nasus 2 luôn. Cũng chẳng thực sự cần lắm. Có thể nào đánh đổi những ông fake bill chuyển khoản để đổi lấy một cái chảo vàng được không? Trời ơi, nhìn đẹp thế nhờ, nhìn kiểu bị rung động, mà mình đã bị rung động bởi combo này rồi, bị rung động thực sự luôn nha. Rung động luôn này đó. Một ông đã ra đi rồi. Phần thưởng của tôi là một cái sảnh vàng đúng không? Chẳng lẽ đến thời điểm như thế này rồi mà lại không thể ra được combo đấy nữa thì tôi cũng chịu. Rồi, lắp luôn cái này đi. Thua chắc là không thua được rồi, đội hình mình khỏe mà 7 băng giá. Olap 2 sao, Nasus 2, Huawei cầm 3 đồ cũng đẹp, Varus cầm 2 đồ ánh sáng luôn. Mình sẽ dừng level 8 thôi. Để tìm kiếm cái combo sảnh vàng mọi người, tìm kiếm một cái sảnh vàng thôi. Một sảnh vàng thôi mọi người ạ. Năm chấm tư cho xin một vương mệnh chiến thuật đi, hay cũng hay ra mà. Năm hay ra hai năm chấm tư nó cũng hay ra combo như vậy. Nào, Bly, 5.4 chỉ cần nhìn thấy một cái vương mệnh chiến thuật thôi là xin game luôn nè. Không ra rồi. Cơ hội của mình để tìm kiếm combo này nó dần dần xa bờ mọi người ạ, dần dần xa bờ rồi.
máy tái chế ở cái mùa này nó sẽ không thể tách được combo đấy ra đâu mọi người nhá. Đó, dành cho anh em chưa biết. Chứ mất công lại bảo mình tìm kiếm máy tái chế để tách ra đi. Không tách được đâu. Zin X này, hai máy nhân bản cỡ lớn luôn. Mình vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc ra một cái xảo chảo và sẻng nha. Milo 2 sao nhìn chẳng hứng thú gì cả thật sự. Bây giờ kể cả chúng ta cho mình trận đấu này mình nguyên một dàn tướng 5 vàng 3 sao mình cũng chẳng cần. Mình chỉ cần cái sảnh vàng thôi. Bây giờ sẽ có hai cơ hội để mình tìm kiếm, một là ở round đi chợ 6.4 mọi người nhé, ra đi chợ 6.4, hai là bùa chú. Còn 3 người chơi nữa mọi người ạ, cơ hội của mình dường như là bằng không rồi. 5.6 này, 3 người chơi nữa chắc cũng phải tồn tại được tầm 6.4 chứ đúng không? Mình còn 4 máu nên không thể nào chấp đối thủ được. Không thể chấp được mọi người ạ. Còn 4 máu không thể chấp được. Muốn chấp nhưng mà cũng không thể nào chấp được. Thì còn 4 máu à? Gì đây, một năm một đồ này, kiếm tử thần này, khuyên trưởng thần rụ ép cuồng đao siêu dính à. Nào ra đi Bli, tôi nhớ là cái tỷ lệ rơi ra cái chảo ấy sẻng nhiều lắm mà. Máy tái chế này không tách được đâu mọi người nhé. Đây đó, không tách được. Đây mình sẽ lắp đồ vào một xíu đi. Đấy, nó đâu tách được đâu, dành cho anh em chưa biết, mình lấy cho anh em biết đó. Đó, ok chưa, chuẩn chưa? Mất công lại mấy ông anh bần phím lại bảo là ồ sao không làm như vậy đi. Đây gõ này, đó thấy chưa? Thấy chưa, mình chỉ cần thiếu đúng một cái sảnh vàng nữa thôi mọi người nhá, một sảnh vàng nữa, kể cả bây giờ có ra cho mình một chảo vàng đi chăng nữa thì mình cũng sẽ làm được. Bởi vì sao? Khi mình dùng búa rèn để gõ vào cái chảo vàng nha, thì nó sẽ thành sảnh vàng. Đó, và ngược lại, mình dùng búa rèn gõ vào chảo vàng thì nó sẽ lại biến thành sảnh vàng. Xưởng chế tạo à? Mình thực sự cần cái búa rèn bây giờ á. Để nó ra combo đấy mình còn gõ chứ. Nào Bli, trận đấu còn 2 người chơi nữa mọi người ạ. Không biết sẽ tồn tại được ra 6.4 hay không đây. Ông này à? Ôi ông này đừng có thua. Oh, ok ông này xe rác à. Rồi, vậy là trận đấu sẽ chỉ còn 2 người chơi nữa. Và nếu mà round sau mình mà thắng thì cũng nguy hiểm quá nhờ. Round sau mình mà thắng luôn thì cũng hơi căng.
Ra đi Bly. All in không? Mày thay chế tiếp này. Trời ơi, 4 chấm có combo như vậy rồi mà đến tầm như thế này 6.3 rồi mà không ra luôn. Thôi không sao mọi người ạ, mình sẽ chờ đợi ra đi chợ 6.4 nha. Bởi vì 6.4 ra đi chợ cũng hay ra được combo như vậy ấy. Đó. Rồi. Hy vọng ông Tô sẽ thắng nha. Ui đừng. À ha, trời ơi. Rồi, trận đấu sẽ bây giờ chỉ còn một... hai người chơi nữa rồi, ok. Sẻng vang. Méo có sẻng luôn. Một cái điều mà phải gọi là vãi đạn thực sự. Bởi vì thường thường ở cái round này nó hay ra, round này hay ra sẻng và chảo lắm mọi người ạ. Mà game này nó lại không ra luôn, 6.4 này. Trời ơi. À, nhiều khi cũng không phải muốn chửi game đâu mà sau đen để chơi. Biến hóa để đời. Đâu rồi. Thôi all in mọi người nhờ. Bây giờ top 1 làm cái gì nữa. Top 1 bây giờ không ý nghĩa đối với mình nữa đâu mọi người ạ. All in luôn. Và để xem nào. Chẳng lẽ mẹ lại không ra. Tao ra kiểu ra bây giờ mình bị thua luôn rồi đấy. Nhưng mà ra đi. Nhìn cho đỡ thèm nào. Đâu rồi. Ui. Đâu rồi. What the fuck. Còn đúng 10 vàng cuối cùng. Ra luôn cái này mọi người ạ. Thế đéo nào nhở. Thế đéo nào. Tại sao vậy. Cái gì vậy trời. Tại sao. What the fuck. Em không tin được cái nhân phẩm của mình nó đen đến cỡ như vậy luôn. Uầy.